Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 260 năm hình thành và phát triển, thành phố Châu Đốc thơ mộng bên ngã ba sông Ngày Nào giờ đã mang tầm vóc của một thành phố văn minh, năng động và hiện đại. Kinh tế xã hội không ngừng phát triển, đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được nâng cao. Hòa cùng sắc xuân của đất trời, Châu Đốc cũng đang bước vào năm mới với diện mạo mới, sức sống mới. Với mục tiêu tiếp tục đưa thành phố Châu Đốc là động lực phát triển và là trung tâm kinh tế, du lịch, đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, thời gian qua thành phố đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, đặc biệt chú trọng hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công viên cây xanh để đô thị phát triển bền vững, mang đến cho người dân không gian sống hiện đại thân thiện với môi trường. Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 dự án, trong đó có đường Trần Hưng Đạo, nhà thi đấu đa năng thành phố Châu Đốc, nâng cấp đường Tùy Biên, đường Tây Xuyên, đang tiếp tục thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn như công trình trường đạt chuẩn quốc gia, đường đê kênh Hòa Bình, cổng vào khu du lịch quốc gia núi Sam, từ đó đã góp phần thay đổi diện mạo, nâng tầm đô thị. Đặc biệt các công trình hạ tầng mang tầm khu vực đang được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo, nâng tầm đô thị là dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và cầu Châu Đốc, giúp Châu Đốc liên kết nhanh đến khu vực trung tâm Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa giữa các vùng miền. Không những được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, các công trình du lịch cũng đang được chú trọng đầu tư phát triển với hàng loạt các dự án cải tạo, xây dựng mới các địa điểm danh lam thắng cảnh, khu du lịch nhằm phục vụ nhu cầu cho du khách như tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền cao 81m, cải tạo công viên ven sông, khu du lịch văn hóa núi Sam. Chuỗi sự kiện đặc sắc như Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ hội mắm Nam Bộ đã góp phần vào tăng trưởng chung cho thành phố lễ hội. Một trong những cái điểm rất là nổi trội của thành phố sau khi kết thúc cái năm 2022 đó, thì chúng tôi cũng ghi nhận là cái kinh tế xã hội đã hoàn thành rất là tốt, toàn diện tất cả các cái mục tiêu cho đến thời điểm này đó. Có thể nói là cái thương mại, dịch vụ, du lịch và cái lượng du khách đến Châu Đốc đó, nó đạt trên cái ngưỡng 4 triệu lượt du khách và nó góp phần vào cái tăng trưởng chung, cái hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên 25% và tương đương với gần 10.000 tỷ đồng. Các công trình xây dựng trung tâm dịch vụ thương mại đô thị ra đời như trung tâm thương mại siêu thị và đặc biệt là các khu đô thị nhà ở hạng sang đã bắt đầu xuất hiện phục vụ nhu cầu nhà ở mới, môi trường sống mới cho cư dân cũng như môi trường lưu trú đa dạng hiện đại cho khách du lịch đến với Châu Đốc. Trong đó đáng chú ý là dự án Phúc An Asuka, một trong những khu đô thị hạng sang đầu tiên được xây dựng và góp phần lớn đến sự phát triển của thị trường bất động sản tại Châu Đốc. Châu Đốc có một cái vị trí đặc biệt quan trọng kết nối giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia. Ngoài ra thì được thành phố đang triển khai xây dựng các cái tuyến giao thông nội đô cũng như các cái tuyến giao thông liên kết vùng. Cái yếu tố thứ ba nữa thì thành phố đang phát triển các cái lĩnh vực như kinh doanh, dịch vụ và du lịch. Chính vì ba cái yếu tố đó mà Trần Anh đã lựa chọn Châu Đốc để phát triển dự án Phúc An Asuka. Trong thời gian vừa qua 10 tháng triển khai xây dựng thì chúng tôi cũng đã đưa vào vận hành ba cái tổ hợp tiện ích, đó là công viên khủng long, công viên Kazuko và Clubhouse Yamato. Ngoài ra thì các cái cơ sở hạ tầng, cảnh quan và gần 800 căn nhà chúng tôi đã xây dựng hoàn thành đến 70% các cái hạng mục thi công. Thật sự rất là cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ rất là tuyệt vời trong thời gian vừa qua. Những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2022, hết sức quan trọng, là nền tảng và động lực để địa phương tiếp tục bứt phá vươn lên trong thời gian tới. Trong cái năm 2023 này, những cái đột phá mà thành phố Châu Đốc phải triển khai, tiếp tục rà soát các cái giải pháp, nhất là các cái giải pháp về rà soát điều chỉnh cái quy hoạch để rồi thực hiện một cách nó tốt nhất các cái giải pháp để thu hút đầu tư, chỉnh trang cái đô thị và thực hiện cái văn minh thương mại để thu hút các cái lĩnh vực đầu tư thêm đó, thì cho đó cũng sẽ trên cái nền tảng là rà soát cái điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch chung, quy hoạch vùng của tỉnh An Giang và kết nối cái quy hoạch của các cái đô thị trong tỉnh cũng như đối với Châu Đốc, thúc đẩy các cái dự án đầu tư, các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nguồn lực, có điều kiện thì đến đầu tư, và Châu Đốc cũng sẵn sàng đồng hành như thế, tạo cái tiền đề, cái điều kiện tốt nhất để
khởi công và hoàn thiện hoàn thành các cái công trình dự án trên địa bàn trong năm 2023 này. Một mùa xuân mới đang về, một đô thị phát triển bền vững phía Tây Nam Tổ quốc đang dần hình thành. Thành phố lễ hội đô thị loại 1 của tương lai cũng đang bước vào năm mới với diện mạo mới, sức sống mới.